Xin chào tất cả các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại Mạnh đang đi ở trên tuyến đường để vào trong vách đá nha các bác nhá. Và video các bác có thể thấy đám ruộng của nhà chú Sì tuyệt vời chưa? Đấy. Tốt. Né được cái đám này ra thế là yên tâm cho chú ấy. Đang có đồng đấy này các bác này. Anh gì luôn. Và cái có thêm một cái nữa ở trong chỗ này các bạn, là cái đoạn trong này nó đang bị sạt ra này. Mai kia máy quay về, khả năng cái chỗ này đang Mạnh đang tính là khả năng theo sấn thêm vào cái tả ly này thêm nữa, đẩy thêm rộng vào chỗ này. Đấy, chỗ này mưa to, trận mưa to nó xói hết đi. Đấy. Đang phải cuốc thêm lấn lên trên này tầm khoảng 5-70 phân nữa. Vả thêm xuống cái ta ly âm này cho nó đầy lại như cũ. Em dư thì em mới dòng cỏ rồi nhá. Đấy. Xong là cho chỗ khu vực cái chỗ nước này nó cao lên, không để đoạn này như này nữa. Đoạn này cho nó cao lên xong rồi cho nó dồn hết ra phía bên này. Cho cũng phải cho thêm cả chỗ này nữa nó cao lên. Xong cho nó ra tầm chỗ này, nước nó ra tầm chỗ này. Bởi vì cái chỗ này nó thấp. Bên kia nó cao quá. Đấy, nhìn nó nứt ra. Cho nó xuôi xuôi từ đằng kia, nâng lên. Đó, cho nước nó dồn về góc chỗ khu Mạnh đang đứng này. Nó thoát ra cái điểm, những cái điểm ta đi nó thật thấp nha. Thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng đi. Bên kia là nó cao quá. Nhiều lúc sai lắm đấy các bạn. Không phải lúc nào cũng đúng đâu. Bên kia phải tôn lên tầm khoảng độ 40 phân nữa thì nước sẽ dồn được sang bên này. Rồi nó sang bên này thì cho nó chảy ra cái chỗ này, nó sẽ không bị sạt. Đấy, như cái khúc cua đầu tiên ở ngoài kia Mạnh làm là nó cũng như vậy, nó chảy được ra cái chỗ khu đất cái này, nó sẽ không mấy khi nó bị thốc đi. Chỗ kia là nó bị thốc đi, chảy thẳng xuống búi mai này. Đây, đang nhìn ở trên vách có mấy người này. Bà con ở trong bản hôm nay là có đám nên là đi ít. Và ở trên cao này cũng không cần nhiều người quá. Chính ra là cứ chia ra làm 4 người một thì xử lý sẽ là dễ. Cứ 2 người làm xong lại 2 người nghỉ. Đang thấy kéo cây ra. À, để đứng. Ai à, xuống được nhiều đấy. Lấy cây lên à? Xin chào. Nay xong việc hết chưa? À, anh giáo ạ. Lấy dây hay là lấy cây? À, lấy dây thôi gì? Thế hãy luôn cây xuống. Đêm qua đó nhá. Ai à, tụt xuống thấp được nhiều phết rồi đấy nhờ. Mét rồi cơ. Thấy cái đống đá to ra thêm nhiều này, thích kìa. À, được nhiều đấy. Đấy.
Đoạn ngoài thì dễ đúng không? Ừ. Anh buộc dây vào người đi. Hả? À. Đúng rồi. Buộc lên cây to á. Dùng hết à? Chỗ anh ngồi thấy thế nào? À, muốn xuống hết đúng không? Phải đấy. Đúng rồi. Cao này mà. Wow. Đây để mạnh lên xem. Chèo vào. Được, còn bé. Buộc vào cây to mà. Hả? À đây cái đây này, được những cái như này này. Vừa tầm ấy. Đây là cái tròn. Đúng rồi. Cái nó chú thấu thấu một sọc à? Thấu một ngày to thì khi nào tin nó hết mà. Nó tao có khi cái sọc nó mà lâu. Ông xin nó bảo đi sao hôm nay không thấy nó nhỉ? Hôm nay là có ông ngoại nó từ xin xin chạy xuống. À ông ngoại xuống à? À. Còn anh Chiến nữa. Biết nói tí phải sống rồi. À, ốm à? À bà ngoại ốm à? Đá rơi vào đây còn thấy lỏng hết rồi, ghê lắm. À thấy lỏng hết rồi à? Trúng à, đây này mà. Buộc vào cây to á. À lấy cái dây to bự đâu rồi nhỉ? Dây kéo co á. Nhưng mà dây kia chắc không tối, cao quá. Lấy cái dây đấy buộc một mối ở trên đấy xong rồi lấy những cái dây này buộc chĩa ra. Dây này kén vào một đường được. Ừ. Buộc chĩa ra làm nhiều dây ở vào cái dây đấy dây trụ ấy. Như hôm nọ mình làm lần trước ấy. Cái cắm ở đây nó nứt hết từ dưới lên nếu ăn thua mấy đâu. Trời có lúc nó xô quá thì mình đúng rồi. Mình còn mới mới ấy này. Có biết một xuống nào. Bở như này cơ mà. Đấy đoạn đấy bở nhỉ. Cái này. Cái đá này đập nêm mà nó cứ bật bung ra nhá. Đúng rồi. Nó cứ bật bung. Những chỗ ấy nó mềm. Đây vào nếu mà vào những cái vách này nó cứng này. Nó thành khe được. Ý, trời các kiểu luôn. Ý, chỗ chú gì kìa. Chú xì kìa. Sắp ra hẳn cả miếng to đấy. Rung không? Chú anh Báo thấy rung mạnh không? À. Đấy.
Ra đấy. Vui ra rồi. Ấy ấy ra đấy. Nó có từng lớp rồi. Lên xin lên đi. Ui, ok 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 ok. Dẫn đổ người đấy. Lên lên. Đấy cái đấy hết sắp ra nơi rồi kìa. Ôi anh Bảy như lúc nãy là lên đấy. Dùng hết rồi lên tận chỗ chân anh giáo rồi kìa. Dạ đấy. Đoạn đấy cho nó thành những mảnh bé bé đi, không tí nữa nó thành những miếng to ghê lắm. Miếng to quá thì cũng sợ. Đấy. Ở chân. Giáo ngồi ở đấy khiếp quá. Giáo nhìn nó khiếp quá. Dây vào. Dây an toàn rồi. Dây sợ dây bé. Ui ui. Ra rồi. Giá to đấy nhưng mà. Thịt lắm bố tặng. Thịt bụng à? Rồi đang muốn mưa rồi này. Mưa cho đá nó bở. Đấy. Đấy, anh giáo ra rồi kìa. Đấy.
Đoạn ngoài nó bở thôi. Có khi nó nghĩ bảo là ấy, sao là hỏi nó cũng phải làm á. Có khi mình phát triển bờ trước á. Đấy, ra nhiều ấy. Giờ mạnh vào trong chỗ máy đang làm nha các bác nhé. Hôm qua là tập trước là định đi theo cái hòn đá kia, thế nhưng mà rẽ sang bên hòn đá đây thì hòn đá nó to lắm, mà đường nó sẽ cua. Rất sợ là sau này có thể suối nó thổi bay đi các bác. Thì sẽ là tiến hành là cho đi thẳng lên trên kia. Ôi đoạn này. Này này không sang được gỗ. Này phá tít vào trong này. Lò nhất cái đoạn này các bác. Nó cứ nửa âm nửa dương. Ôi đoạn này không được rồi. Sang bên kia thì có vẻ được đấy, nhưng mà đoạn này hẹp quá. Cậy bên kia đi rồi. Ơi, cho máy đang làm bên này đi. Chỗ này chưa được đâu. Làm đâu dứt điểm chỗ đấy đi. Mở rộng cái đoạn này ra. Chỗ nào nó có đá nó cứng quá thì buộc cũng phải bỏ lại chứ không á. Thì sau làm sau. Còn những cái đoạn này nó phải thành hình hết. Còn sau chỗ nào nó ban thụt thì tính tiếp. Bây giờ làm như này không được. Này hạ cống được rồi đẹp. Cống to rồi.
60 đi hai đường cống không có lại tràn. Đấy. Bước vào trong này nữa đi. Rộng chỗ này ra. Tít ở trên này nè. Đoạn này có hòn này bự luôn các bác. Hòn chỗ này to to. Nó đang lồi hết rồi đây. Đấy, nó phải bay cái chỗ này đi. Nó cua được sang bên kia. Lên bên kia. Nó bự luôn. Đây các bác sang bên này. Cái đất này đen xì xì này. Nó dạng đất thó các bác. Không ở dưới được cái thì may nó là đá. Nhưng mà đoạn trên này thôi. Đoạn dưới này cũng vét hết bùn ra rồi, đẩy hết ra rồi. Bên kia đang kích rộng ra. Ngay sau máy kia là một viên đá cực to luôn. Mạch nó ra mầm này. Không có cái lối nào để lách được các bác. Chỉ có theo cái đường này. Đây, theo lên chỗ phát này. Cua theo đây. Đi xuống dưới này, đi sang. Hòn này to lắm các bác. Này từ đây xuống tít dưới kia. Dài. Tuyến đường này chắc là sẽ rất là lâu đấy các bác ạ. Bởi vì sẽ còn rất nhiều chỗ. Đây là. Đến đây được rồi, thế nhưng mà chỗ máy kia lại thêm một hòn đá to nữa. Nếu không kích rộng ở đấy không cua được. Xong đằng cuối đằng kia nữa. Không còn cái vách đá nữa. Và ở ngoài kia vẫn còn phải xử lý một số chỗ nữa. Xuyên được đến lán của em xính một chân thì rất là lâu nhé. Lên ngay trên này nó bắt đầu lại dốc tiếp cua. Đây này, chỗ này nó thụt nhé. Nó cứ bành bành ấy thôi, thế nhưng mà chỗ nào thụt nó vẫn cứ thụt, xong chỗ nào đá nó vẫn cứ đá.
ra cái đường cũ của nó này thì dưới này gặp đá nhiều, nó to luôn. Mà đoạn này nó muốn lở này các bác này, ra đoạn suối này nó muốn lở. Toàn hòn bự. Còn đấy cho ngay mép đây này. Kê nhiều đá mồ côi vào đấy nó sẽ rộng. Cứ có hòn nào cho xuống đấy. Đấy, đá nhặt đá ra cho ở đây. Đấy, cứ đẩy ở đấy. Hòn trên chỗ rũ xì to lắm. Để nạo sạch hết đất ra xem cậy nó kiểu gì. Hai hòn này to lắm các bác. Hòn này khéo ra đấy, cậy thử hòn này nào. Đấy, ra đây. Dê ra đầu mép à. Cào cho nó sang bên kia đã. To quá, máy không nhấc nổi. Cho xuống này.
này cho tránh sói lở. Kéo nó vào đây. Hơi dê nó sang kia tí. Thôi đừng đừng đừng. Đẩy vào góc trên này. Đẩy vào góc trên. Đẩy vào góc trên đấy. Rồi vừa rồi. Đấy. Rồi. Đấy, cứ có đá cho hết vào chỗ này. Hòn trên thế nào? Vánh hòn to thế nào? Đấy, dài. Ui, hòn kia to lắm. Ôi, nhấc đít rồi. To lắm các bạn. Đoạn này nó hơi vướng cái hòn đá này các bác ạ. Hòn này to lắm, máy không cậy được đi qua. Trong khi đó chỗ này thì tới đây chắc phải cho bà con là lấy thêm đá cứng nữa, là vứt thêm dưới chỗ này, nhặt ở trên đầu suối kia. Bởi vì cái đoạn này là ở cái đoạn này là chỉ được có mấy hòn to thôi. Đấy. Ây à. Úi giời. Bay hầu à. Ây. Lên tìm à. Úi giời ơi. Hả? À. À. Uống nhá. Úi giời ơi. Ôi giời ơi. Bèo này. Đi bằng cái gì lên?
Đi con xe à? Đi bộ à? Wow. Ui. Kinh nhật. Tóc hất mái ghê đấy nhở. Ôi rồi xin. Đi bộ hay đi Vượng Hoàng Lửa đấy? Bà đi đi bộ hay đi Vượng Hoàng Lửa? Mấy uống ấy. Nhóm vào kiểu là nhưng mà nhóm cắt nhau. À. Mình làm biết. Mình ấy. Ừ. Mình ấy bắt đầu làm ăn nghèo. Uống ấy. Không biết rồi. Ờ uống no rồi à? Nước ngoài kia uống no rồi à? À. Ừ ừ đi ra. Ừ đi. Úi dồi ôi, bây hầu. Thằng đây tìm mạnh à? Ui giời. Ui giời. Ấy, bầy hầu sang tìm lái máy này. Ok không? Hết rồi à? Hả? Hết chưa? Đi đâu? Lên gặp chính đi. Không biết đâu, đang hết đâu. Ờ hết rồi à? Hết rồi thì thôi. Rồi. Lên gặp chính, lên gặp chính. Rồi. Vạch phết đấy. Ây à, đoạn này thụt nhá. Con này đi được không? Úi xóa. Còn ra khói à? Bẩn á? Ây à, cái gì đấy? Ừ. Câu cá không? Ừ. Ai không? Bằng ấy cơ à? À. Này à? Đó. À. Câu là. Hắn vã hết mồ hôi ra này. Hả? Anh Chính. Vã hết mồ hôi ra này. Tao xuống nước đàn á. Dạ rồi. Úi xời, bầy hầu. Mình đã đây rồi.
Minh á, nó bảo Minh gì, nó là nó để chê Minh. Nhạo ghê. Chỗ này giải được cái đá kia vào kìa. Lách lui vào trong này. Lách lui vào trong này nó thẳng. Cao đứt dép. Dạ, lộn ra trước. Giữ chài cứ khư. Đấy, rửa chân đi. Rửa chân đi. Hả? Ờ. Hết nhau. Sao cho ông Minh lên đây cùng? Bảo sao không rủ Minh lên đây? Xem Tây Hầu đi vào kiểu gì ấy. Lên đây gì? Đâu? Lúc bắn được bé nào. Bé quá. Mạnh vừa đưa pê hầu ở trong kia ra. Úi dồi, pê hầu. Nhãn nhá. Vãi mồi rồi kìa. Hả? Ừ.
Nay không có kẹo. Kẹo là phần. Ừ, hôm nay có mỗi nhãn thôi. Có mấy quả nhãn rồi. Ai? Ướt hết rồi. Cái gì hả? Cái gì hả? Ây da, que tiền à? À. Ai cho ấy? Ôi dồi, thằng tôi mời. À, không nên que tiền à? Đâu? Xem có bao tiền? Đâu? Ây da, nhiều tiền thế. Ây da. Đâu, xem nào. Đưa xem nào. Ây da. 750.000 Ây da. Đồng văn. À, xuống nhà hàng được tặng. Mới làm viên. Ờ. Ờ, đồng văn phải không? À, đi. Ờ. Ây da. Ây da. Cất kỹ không rơi đấy. Giống hết. À. Ừ, đúng bạn nhớ đó. Mình không bắt được đông bạn được. Mình nhớ về làm. Nhưng bạn nhớ hỏi nó. Đông bạn được làm bạn đâu có được. À. Nhưng mà rồi. Nó nên mình mà làm bạn được bạn. Đông bạn được bạn. Đông bạn được bạn. Đông bạn được bạn. Đông bạn được bạn. Nó mới được đọc bán hiểu là nào. Nó mới được đọc cái này. Nó được gót. Nó được gắn không. Ờ, nó được ăn được. Nó được đọc hiểu. Nó bán màu bán mấy. Thấy gì à? Bán mấy ba em bán mấy bán mấy bán mấy không. Bán mấy đọc 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 mấy. Ừ, xe máy họ đi, kệ họ. Nhiều tiền đấy, giàu ấy, pay hầu giàu rồi, đại gia rồi. Đâu, sao? À, tay đâu? Đập cái này cho, nó là bỏ. À. Nó là đâu hết. À. Ờ. Ừ. Ờ, nó quay đi vào. À. Ờ. Cho kẹo túi đi. Bằng lọc nước dân. À, rồi. Đây. Đau. Bỏ. Đặt xe đấy. Ngó gì? Hả? À, đau tay. Khỏe mãi. À.
Nhãn này, cho kẹo túi đi, xong cho về. Ừ. À, để hầu. Ê, ừ. Cho túi. Ừ. Ừ. Nhân nào. Ừ. Cho túi. Ừ, đứng túi. Ừ. À. Ấy nhá, cầm nhãn nhá. Đấy. Cầm ơi. Ừ. Cầm nhá. Ừ. Đấy. Ừ, đi. Ơ, à, về. Ờ, à, đi, đây. Đây đi ra xe máy này, đi cho nhanh. Thôi lên xe đi. À, đây. Chắc chưa? Hả? Rồi, ok. Về nhá. Nó